Đến Đà Nẵng, bạn sẽ không cần phải hỏi pass wifi ở đây là gì, bởi ở đây wifi miễn phí phủ sóng cả thành phố. Không phải tự nhiên mà Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống. Đà Nẵng luôn được xem là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất trong mắt du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Bãi biển Mỹ Khê được tạp chí Forbes bậc nhất của Mỹ bầu chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Và trong video này, hãy cùng Yến Vivu Đà Nẵng nha! Sau một ngày ở Huế, bọn mình lên xe khách đi từ Huế sang Đà Nẵng. Sở dĩ bọn mình chọn xe khách bởi vì vừa nhanh và vừa rẻ. Ngồi trên xe khách, mình được hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa và được lắng nghe những câu chuyện của họ. Hiện tại mình đã đến đây là bến xe trung tâm Đà Nẵng. Ở đây nhà vệ sinh miễn phí nè. Bây giờ thì sẽ bắt taxi để đi ra chỗ thuê xe máy thôi. Đến homestay, bọn mình cất đồ, nhận xe máy đã đặt từ trước. Sau đó thì phi thẳng ra biển luôn vì sợ trời sẽ tối mất. Hi, xin chào các bạn, bây giờ là 17:30 tại bãi biển Mỹ Khê. Bình thường thì mình rất hay đi núi, nhưng mà hôm nay thì mình đã ra biển để cho các bạn một chút không khí mới. Mình ra biển với ao ước là sẽ được ngắm hoàng hôn, nhưng mình chợt nhận ra hầu hết biển Việt Nam ở hướng đông, còn mặt trời thì lặn ở hướng tây cơ mà. Nhưng mà không sao, ngồi trên biển Mỹ Khê và ngắm những con sóng trắng xóa với những hoạt động của người dân ở đây thì cũng thấy quá là thích rồi. Bữa tối mình được giới thiệu đến quán mì Quảng Giao Thủy ở gần homestay mình ở. Quán này thì từng phục vụ APEC 2017 nên là rất nổi tiếng. Hãy cùng vào thưởng thức món mì Quảng ở đây xem có gì đặc biệt không nhé. Mình gọi một bát mì thập cẩm với giá là 55.000. Chúng ta có gì nào? Có trứng, có thịt gà, có cá và tất nhiên là phải có mì rồi. Và thêm cả một ít rau sống nữa. Cho đều lên. Nhưng mà chắc sẽ cay đúng không? Cay và chua. Cay chua. Yeah. Ngọt thì mình ăn được. Nhìn có vẻ hấp dẫn nhở? Rồi, ăn nhá. Đánh giá chung thì món mì Quảng ok la, hơn bạn một chút so với mình. Nhưng mà có thể là vì đói nên là mình ăn hết sạch cả phần mì và phần rau ăn kèm. Giới thiệu với các bạn, đây là homestay mình ở, có tên là Daily Stay. Cạnh homestay thì có một quán cà phê khá là chill và bọn mình đã ngồi đây cả một buổi sáng. Sau khi uống cà phê no nê thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn trưa. Chào bạn, bạn cảm thấy như thế nào khi đi cùng với Yến ạ? Mệt cũng vui. Tôi nhìn thấy niềm vui trên ánh mắt của bạn, thế là được rồi. Em muốn đi du lịch. Du lịch. Thì book Yến làm hướng dẫn nha. Dẫn tour. Đi mệt nghỉ luôn. Riêng bạn là được free thôi đấy bạn ạ. Người khác book tour là mình sẽ tính phí nha. Ừ, cũng vui nhỉ. Hợp lý nhỉ. Ở Đà Nẵng, bầu không khí thư thái không quá xô bồ, cuộc sống bình dị nhưng không kém phần hiện đại. Đà Nẵng có khí hậu vô cùng lý tưởng, nhiệt độ trung bình khoảng từ 25 đến 27 độ C. Thành phố sạch, ít khói bụi nên ra đường cảm giác rất là dễ chịu. Và thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Đà Nẵng là từ tháng 4 cho đến tháng 8. Lúc này thì trời nắng đẹp, trong lành, ít mưa bão, rất thích hợp cho việc tham quan khám phá cảnh đẹp. Đà Nẵng còn được biết tới là thành phố của những cây cầu như cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý. Và mỗi cây cầu thì đều có một vẻ đẹp riêng với thiết kế độc đáo, hiện đại. Trước mặt các bạn đang là cầu Thuận Phước. Đây là cây cầu dài nhất Việt Nam. Từ trên cầu có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của toàn thành phố Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà. Cầu ở vị trí cao và sức gió trên cầu là rất lớn. Vào những ngày mưa bão, cầu thường đóng lại, không cho phương tiện di chuyển qua để tránh nguy hiểm. Từ cầu Thuận Phước, chúng mình đi sang bán đảo Sơn Trà với sự dẫn đường của một anh bạn ở cùng homestay. Đây là bến đậu của hàng trăm, hàng nghìn con thuyền lớn nhỏ của các ngư dân. Quán ăn khá là khó tìm nhưng mà cực kỳ nổi tiếng ở Đà Nẵng vì hải sản tươi, ngon, giá lại bình dân. Đây là bãi chiến trường cho kiểu bọn mình ăn các bạn ơi. Tất cả như thế này mà mới chỉ hết có 500.000 mà thôi. Mình sẽ review chi tiết trong video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo khi mình ra video sau nhé. Bán đảo Sơn Trà với ba mặt giáp biển nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 10 km về phía đông bắc, cùng với đèo Hải Vân và vịnh Đà Nẵng. Bán đảo Sơn Trà như bình phong bao bọc và che chắn cho thành phố Đà Nẵng.
Cứ buổi chiều đến thì người dân địa phương và khách du lịch thường ghé qua bán đảo Sơn Trà, lên chùa Linh Ứng Bãi Bụt, có bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao nhất Việt Nam. Dọc theo bán đảo có các xe bán nước di động và các bạn có thể ra đây ngồi hóng gió, ngắm biển hoặc là chơi đùa với những chú khỉ. Đánh yêu đấy. Chỉ một có đen không một quay. Ôi trời ơi, thích nhở. Nhanh lên không lại lạc đàn mất rồi. Đây là cái này. Đâu? Ui, bé xíu luôn. Mình cũng lên đây nhỉ. Nó đường như cậu chả lắm. Bé xíu luôn. Chạy nhanh thế. Em ơi, lại đây. Ê, dành cho bạn nào muốn biết thì chiếc áo mình đang mặc là của hãng Tabalo. Có địa chỉ ở Hải Châu, Đà Nẵng, chính là cái nơi mà mình đang đứng là Đà Nẵng đấy. Với một chiếc áo như thế này ấy, thì sẽ có là 3 tác dụng trong một: áo phao, áo gió và áo mưa. 3 trong 1. Và đây nhá, áo của Tabalo dành cho bạn nào muốn mua Tabalo. Đó, form áo rất là xinh nha. Tìm được anh nhánh nhiệt tình quá. Sau khi chụp ảnh chán chê thì bọn mình lên xe quay trở lại trung tâm thành phố. Phải nói thì đường ở bán đảo Sơn Trà cực kỳ đẹp. Chiều chiều chạy xe đạp thong dong, hít thở không khí trong lành và thấy lòng mình nhẹ nhõm yêu đời. Bảo sao thành phố này được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, phải không các bạn? Và nếu mà các bạn cũng thích Đà Nẵng giống như mình ý, thì đừng quên để lại comment ở phía dưới cho mình biết nha. Buổi tối, thành phố Đà Nẵng rực rỡ sắc màu. Bạn có thể đi du thuyền trên sông Hàn để ngắm cảnh thành phố. Và nếu đi vào cuối tuần thì đừng bỏ lỡ khoảnh khắc cầu rồng phun lửa và nước vào đúng 21 giờ tối thứ Bảy và Chủ nhật. Bây giờ là 21:01. Chúng tôi nghe nói cầu rồng Đà Nẵng sẽ phun lửa vào thứ Bảy. Nhưng bây giờ đã quá 2 phút rồi mà cầu rồng vẫn thế kia. Ôi, vẫn thấy khói. Chắc còn nữa chứ nhở? Chính ra là phải ở sang đầu bên kia cơ, nhưng mà bọn mình trả xe máy rồi nên là chỉ đi bộ từ homestay sang đây được thôi. Wow. Wow. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Hết chưa. Ồ, nhiều ghê nhở. Nãy có 3 lần thôi. Mặc dù không có nhiều thời gian ở Đà Nẵng, nhưng mà cá nhân mình thì rất thích thành phố này. Sạch sẽ, hiện đại, con người văn minh và nhiệt tình. Các bạn hãy đến Đà Nẵng và xem có đúng như vậy không nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Ủng hộ hành trình khám phá Việt Nam của mình bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè, để lại một bình luận ở phía dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.